Vâng, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Bee Channel. Hôm nay mình sẽ nói đến một sản phẩm khá là mới lạ ở thị trường Trung Quốc. Tất nhiên là khi mình sẽ nói ra thì cái tên này nó khá là lạ, hầu như là không quen thuộc đối với những người đang là người Việt Nam. Thì mình sẽ nói đến một sản phẩm có một đặc điểm rất là nổi bật như thế này. Nó sẽ được trang bị một cái quạt tản nhiệt bên trong chiếc smartphone. Các bạn tin không ạ? Thường là những chiếc quạt tản nhiệt là sẽ lắp vào những chiếc CPU hay là những chiếc thùng máy case rất là to và cồng kềnh. Nhưng nay nó lại được xuất hiện trên một chiếc smartphone. Rất là bá đạo phải không ạ? Vậy thì hôm nay mình sẽ nói đến sản phẩm đó. Vậy sản phẩm đó là gì? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Vâng, với cái sản phẩm mà bạn vừa nghe qua nó không phải là một sản phẩm hư cấu đâu, mà nó sản phẩm có thật của hãng thị trường Trung Quốc là Nubia, có tên gọi đầy đủ là Nubia Red Magic 3. Thì trước tiên thì mình sẽ nói đến là phần tản nhiệt của máy nha. Thì chiếc điện thoại này sẽ được trang bị một hệ thống ống đồng tản nhiệt bằng dung dịch và quạt làm mát ở bên trong. Chiếc quạt này sẽ quay với tốc độ là 14.000 vòng trên 1 phút. Quạt sẽ được đặt vào trong buồng cách ly, đảm bảo bụi và nước sẽ không vào được. Từ đó giúp cho tổng thể của máy sẽ đạt chuẩn chống nước chống bụi là IP55. Nubia sẽ cho biết thêm là hệ thống quạt của họ sẽ vận hành được là hơn 30.000 giờ mà sẽ không gặp bất cứ vấn đề nào cả. Đồng thời sẽ hoạt động phối hợp với hệ thống ống đồng chứa dung dịch làm mát nhằm giúp cho hiệu suất tản nhiệt của máy cao gấp 5 lần so với tản nhiệt thông thường. Từ đó sẽ giúp cho trải nghiệm chơi game của chúng ta được lâu bền hơn. Và tiếp theo thì mình sẽ nói đến đó chính là về mặt lưng của máy. Thì mặt lưng của máy sẽ được trang bị một cái dải đèn LED RGB có khả năng tùy biến lên tới là 16,8 triệu màu. Bên trên dải đèn LED sẽ là một cảm biến vân tay với cái chức năng có thể remap lại theo từng tựa game mà người dùng chơi. Bên cạnh đó, Red Magic 3 sẽ có thêm một nút cứng để có thể mở nhanh thanh công cụ, cho phép người dùng có thể lựa chọn như là lựa chọn game nè, tốc độ quạt nè, nhiệt độ của máy nè, ghi màn hình hoặc không là thông báo. Còn về còn thông số chi tiết cấu hình của máy thì sao? Thì chúng ta sẽ có cái màn hình là 6,65 inch, độ phân giải là Full HD Plus, sử dụng tấm nền là AMOLED và có cái tốc độ quét lên tới là 90Hz. Và màn hình của máy cũng sẽ hỗ trợ được các nội dung coi HDR. Cấu hình của máy thuộc dạng hàng khủng với con chip là Snapdragon 855 với GPU Adreno là 640. Và bộ nhớ chúng ta sẽ có 3 tùy chọn bộ nhớ là 128GB ROM và 6GB RAM hoặc là 8GB. Và bộ nhớ cuối cùng sẽ là cao cấp nhất là 256GB ROM và 12GB RAM. Pin của máy vừa được trang bị dung lượng là 5000mAh với công nghệ sạc nhanh là Wood Charge 4.0, tương đương là 27W. Và camera của máy, chúng ta sẽ có một camera đơn là 48MP f1.7 sử dụng cảm biến của Sony. Và camera trước selfie sẽ là 16MP f2.0. Đặc biệt hơn là máy có khả năng quay video lên tới 8K và đồng thời cũng sẽ hỗ trợ quay slow motion lên tới là 1920fps, một con số rất là khủng và chưa có một con smartphone nào có thể đạt được cái con số này. Và nhìn sơ qua về phần hình ảnh thì chúng ta sẽ thấy được máy sẽ được trang bị luôn cả cổng USB Type-C và luôn cả jack tai nghe 3.5mm. Đây là một điểm mà mình rất là thích trên các sản phẩm chơi game. Và cuối cùng thì máy sẽ được chính thức phát hành vào ngày 3 tháng 5 tại Trung Quốc với giá khởi điểm là khoảng 430 đô cho bản thấp nhất là 6GB và 64GB ROM, và 640 đô cho bản cao cấp nhất là 12GB và 256GB ROM. Ok, và đó tất cả những thông tin về sản phẩm mới nhất của hãng sản xuất Nubia này. Và các bạn còn biết gì hơn về con sản phẩm này thì hãy để lại phần comment dưới để cho chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Và nếu như nó có ra mắt ở thị trường Việt Nam thì các bạn có mua nó hay không? Và thật sự đây là một sản phẩm phải nói là mình rất là khen ngợi nó. Nó thực chất là một điện thoại chơi game đúng nghĩa mà mình đang cần. Và các bạn nghĩ sao? Các bạn có lựa chọn con này là máy chính hay là sẽ phục vụ cho nhu cầu chơi game của bạn hay không? Thì hãy để lại phần comment dưới luôn nha. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên bấm like để subscribe cho kênh Bee Channel nha. Và đừng quên, nếu như các bạn có muốn hứng thú với các sản phẩm đến từ Apple, Samsung hay là Oppo thì hãy ghé qua trang Bạch Long Mobile. Thì hiện tại các sản phẩm này đang có mức giá rất là tốt, thậm chí là đang có rất nhiều chương trình ưu đãi đi kèm. Và các bạn nhớ bấm link bên dưới để biết thông tin chi tiết hơn nha. Và xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau. Bye bye.